Chào các bác nha. Giờ đây thì anh thấy hai kiếm giả hạt Jun Shin Thanos đây nha. Giờ đây thì anh sẽ bóc cây giả hạt Jun Shin Thanos nhé. Sẽ lấy dao bóc bóc vào cái vỏ cây này này. Đấy. Bóc cái vỏ cây này luôn. Úi giời. Bóc như thế này thì nó dễ sống hơn nha các bác nha. Bác nào mua được thì trồng thì rất là dễ sống nhá. Đấy. Thì anh sẽ bóc vỏ cây này luôn. Hai kiếm này thì em đánh giá của nó là phải 200k nhá, vì một cùng một góc thôi nhưng mà hai mần nhá, một mần thì dài khoảng 5 cm, một mần thì dài khoảng 3 cm thôi nhá. Thân rất là nù và lá này là lá nhựa rất là đẹp, thân là thân nù nhé các bác nhé, là đốt ngắn. Thân ra nói trước thấy là biết là đốt ngắn rồi nhé. Bóc cái vỏ cây này. Khó vô lăng nhé. Khó lắm. Sợ tí đang mất chắc luôn đậu của nó đi. Trong một tay mình cần dao và một tay cần máy điện thoại thì rất là khó đấy. Rồi kiếm đồ ghê, đẹp ghê rồi nha. Ui, khó lắm đấy. Loại cây này thì không dẻo, không dễ bóc đâu nha. Cây này không giống như loại mà mình đi xô bóc nha, thì hơi khó. Được rồi, bóc được rồi. Bây giờ hai kiến nổ đốt ngang khá là đẹp. Nếu bác nào mua được thì hai kiến này thì trồng thì nó dễ dễ sống luôn nhé, vì nó có nguyên bản vỏ cây như này, khá là đẹp nhá. Rồi em xin chào các bác cô chú anh chị nhá.